Thưa quý vị, phòng chống tội phạm ma túy là trận chiến đầy khốc liệt và nguy hiểm. Nhưng với bản lĩnh chính trị vững vàng, nghiệp vụ tinh thông, trong những năm qua, các lực lượng chức năng của Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, triệt phá nhiều chuyên án, vụ án, qua đó góp phần ngăn chặn, giảm thiểu lượng ma túy vận chuyển từ các địa phương vào thành phố Đà Nẵng để tiêu thụ. Đây là một vụ mua bán, tàng trữ trái phép số lượng lớn ma túy do lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp với đoàn 2 Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng bắt giữ sau nhiều ngày mật phục. Trong đợt thi đua cao điểm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm chào mừng ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 3 tháng 3, các lực lượng đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ mua bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy. Đội Biên phòng Hải Vân đã tổ chức triển khai sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tập trung bố trí sử dụng lượng bám sát địa bàn, điều làm tốt công tác kiểm tra cơ bản. Qua đó đã phát hiện nhiều nguồn tin do người dân cung cấp, kết quả là đã phát hiện bắt giữ 3 vụ, 12 đối tượng có hành vi mua bán sử dụng trái phép chất ma túy. Mới nhất là vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 16 tháng 2 năm 2023 tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Đồn Biên phòng Hải Vân phối hợp với các lực lượng bắt quả tang đối tượng Lê Hữu Thành, sinh năm 1999, trú tại tổ 1, phường Hòa Minh, và Đinh Lâm Việt, sinh năm 1992, trú tại tổ 54, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, vì hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại chỗ khoảng 70 gram ma túy tổng hợp dạng đá và một số vật dụng liên quan. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 3 gói ma túy tổng hợp và nhiều viên ma túy dạng thuốc lắc, cùng một số vật dụng phân chia ma túy. Lực lượng phòng chống tội phạm ma túy của biên phòng cũng triển khai các biện pháp công tác nghiệp vụ, nhất là tập trung vào biện pháp công tác nghiệp vụ cơ bản để rà soát tình hình địa bàn. Đặc biệt là đã phối hợp với các cơ quan đơn vị, nhất là phối hợp với đoàn 2 của Cục phòng chống ma túy tội phạm đã đấu tranh thành công 3 chuyên án, thu giữ là 15 bánh heroin và gần 10 kg ma túy tổng hợp. Là lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, thời gian qua, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng thành phố đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn vị, chủ động trao đổi thông tin, tài liệu, phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các đường dây, đối tượng, tụ điểm phạm tội ma túy và buôn lậu hoạt động liên tỉnh và xuyên quốc gia, góp phần to lớn trong việc kiềm chế tội phạm ma túy, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.